đó thì có ai đúc bồ mày giống như con không? Không. Để bữa nay con sẽ đúc mày ha. Ờ. Ở đây hai bà cháu mình không sai không về nha. Ừ. Cộng lại nè. 50 nha. 50% nha. Vô. Không sai không về nha. Đâu gặp quá mà. Dạ. Ồ, ngoài khóc nè, ngoài xúc động, lâu lâu gặp ngoài cái ngoài lưu luyến, ngoài không cho mình về luôn. Dạ. Dạ, Tâm Gầm xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt tại ấp An Hòa, thuộc xã Mỹ An, Hương B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay mình sẽ ghé thăm ngoại 91 tuổi. Nghe ngoại đang xem TV à. Ờ, ngoại ơi, con chào ngoại. Mới lại hả? Mới lại. Wow, bữa nay có TV coi đã ta. Thử sướng ha. À, TV hôm bữa là mua cho ngoại đó hả? À. Ông quá em rồi. Dạ. Bắt không được, cầm năm qua bắt không à. Coi cho đỡ buồn hả ngoại? Đỡ buồn. Bắt hồi nào vậy? Con mới tới à? Vậy hả? Tại hôm nay con ghé đây nè, con cho ngoại cái này nè. À. Đây, con cho ngoại cái này. Bột ngũ cốc dinh dưỡng. Ngũ cốc. B1 vậy đó. À, ừ. Dạ. Ngoại. Ngoại ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Ăn rồi ha. Để con quậy thử miếng sữa này cho mày uống. Quậy, con quậy thử một miếng cho mày uống. Để bắt miếng nước lên hả? Bắt miếng nước ha. Dạ, bắt bắt nước ha. Dạ. Ngoại có bị tiểu đường không? Ngoại có bị bệnh tiểu đường không? Không. Không ha. Cái đó uống với sữa rất tốt cho người già. Cái này với cái này hả? Đúng đúng. Dạ. Uống chung. Uống chung. Để con quậy thử nha. À. Dạ. Để con bắt nước lên ha, bắt nước sôi lên con nấu ha. Có cái nồi nhỏ kìa. Dạ, ngoài không có nấu nước sẵn cho mình thấy hả? Không có, bắt dạ. Lên chút mà. Dạ dạ. Đây, để mình sẽ bắt lên một cái miếng miếng nước nước ấm này nè. Để pha sữa này cho ngoại uống nha. Đây, cái bếp ga mini của ngoại nè, lúc trước ngoại xài bếp củi. Cái bột này là uống tốt lắm không mày? À. Uống ngon cỡ sữa anh chua hoặc là cho ngoại vậy đó. Cái này là bột ngũ cốc. Bột ngũ cốc dinh dưỡng dành cho người gầy. Cái này không có cho trường hợp còn nữa. Dạ. Cái này gầy hay là ăn uống kém đều uống được nha cả nhà. Này của một chị gửi cho mình để dành tặng các cụ già. À, lần trước cho ngoại nguyên hộp uống còn nhiều nè. Còn nhiều hả? Ngon không ngoại? Ngon. Uống có bị gì không? Không. Để con gót nước rồi ra cho nó nguội nguội hả? Gót rồi nó nóng kèn nó sôi đó. Dạ. Tắt rồi, tắt cái này chưa? Rồi con tắt cái này nè. Mình đổ sữa rồi nè, uống nó béo lắm. Ừ. Cô thấy con cũng thèm nữa ngoại ô. Ăn có mỡ nè. Dạ. Ngon quá. Ừ, ngon quá. Dạ, không dám, em quá. Em ngoại còn tiền tài không? Hết hả? Còn, ít. Còn ít hả? Em. Để lát con gửi ngoại thêm. Dạ. Con còn giữ tiền của ngoại đó. Dạ. Để con gửi ngoại 1 triệu. Ừ. Để dành ăn uống nhé. Ừ, để dành. Dạ ngoại, cất đi ngoại. Dạ. Dạ, con còn giữ ngoại 25 triệu. Con dạ. Gửi cho ngoại 1 triệu ha. Còn 24. Còn 24 triệu. À, khi nào lâu lâu con qua đây con đưa cho ngoại nữa. Ừ. Để có tiền chiều nay tẩm bổ được rồi. Quá, tẩm bổ rồi. Tẩm bổ bây giờ có tiền chiều nay ngoại ăn gì? Chiều nay người ta không có ba, không có đi chợ. Mời người ta mới đi chợ. Mời người ta mới đi chợ ha. Gỡ người ta mua giùm ha. Gỡ mua giùm. Rồi cất đi. Cất túi đó hồi gớm mất tiêu à. Mất tiêu là nghỉ xài luôn á. Không có gớm. Lâu lâu con ghé ngoài mừng lắm không? Mừng. Mừng lắm hả? À, mừng chứ không phải. Là có tiền mà mừng nhau, mừng thiệt tình vậy đó. Ờ, có nghĩa là ngoại nói là ghé thăm ngoại là ngoại mừng, mừng lắm rồi. Mừng thiệt tình á. Ừ, chứ không phải là mừng. Không phải mừng tiền. Chứ không phải là cho tiền mới mừng ha. Ừ, mừng thiệt tình vậy đó. Dạ. Đâu lại cho mừng. Mừng lắm ha. Ừ. Dạ, cái bột ngũ cốc này nè ngoại. À, mình đã uống rất là tốt luôn. Đây nè. Đây bột B1 này nè. Uống với sữa đặc á. Là dành cho những người mà gầy giống như mình, ốm ốm như mình vậy nè. Ừ. Con uống cũng được, con uống cho mập. Với lại những cụ già lớn tuổi á, uống khá là tốt. Nhưng mà ai mà bị tiểu đường hay là bị béo á, béo phì á, uống thì đừng có bỏ sữa, uống là lợ lợ rồi đó. Còn đối với ngoại thì ngoại phải bỏ sữa rồi, để con nêm cái. Ừ, nếm thử đi. Con nếm thử có vừa không nha. Ừ. Béo. Béo. Con. Ủi chưa? Còn nắm. Ấm. Ấm. Khớt vỡ ra cái ly này. Hả? Cái nước nóng.
để tôi thử cho quá. Đâu không được rồi. Béo. Béo đã không? Ngon ngon ngon. Béo. Ngon vậy? Ngon. Ngon ngon giống sữa xua không? Giống. Giống hả? Ừ. Cái này nó khác sữa xua chứ sao giống được? Cái mùi nó ngon hơn, ngọt thơm hơn. Ngọt thơm hơn. Trời, có sữa mà, có sữa đặc mà. Ừ. Ngon hài, cô đi à. Để hỏi là này cũng đúng rồi ha. Ngon ngon mày. Ngon. Cái này nó ngon sẵn rồi, con đút nữa còn ngon nữa phải không? Ừ. Dạ. Tại lâu lâu cái này con ghé con chê ngoài ha. Ừ. Để tiền ra chiều mình thèm gì mua một ăn. Ừ. Dạ. Quá đã rồi. Ngon quá không anh? Béo béo. Béo béo, để con mở quạt lên. Quá. Nóng không? Nóng không? Không nóng. Không nóng. Không nóng. Hồi đó thì có ai đút còn ai giống như con không? Không. Không. Để bữa nay con sẽ đút ngoài ha. Ừ. Ngoài đút tạo một cái niềm vui nhỏ cho bà ngoại. Bữa nào con qua mình chở ngoại đi chơi, chịu không? Thôi đi xe đi, đi không nổi. Kém nữa ha. Xe sợ quá. Sợ ha. Ừ. Dạ. Cho Bình, nó hay. Sao vậy? Bình á, người ta bình á, người ta lây mình. Người ta lây mình? Ừ. Sợ. Sợ cái con vít đó hả? Ừ. Thôi, bà ngoại cũng sợ đi qua ba, để mang bữa trang, tôi không có đi đâu chứ. Mày sợ à? Thướng mà bình. Dạ, dạ, đúng rồi. Ngon quá ta. Đã quá, đã quá. Vậy là con quậy gì là vừa. Mai mốt ngoại nhớ quậy giống con nha. Ừ. Bốn muỗng ngũ cốc. Bốn muỗng này ra. Dạ, dưới sữa ngoài chế lại cảm thấy vừa uống thôi. Dạ. Nhiều quá thì nó béo. Ừ. Ít quá thì nó không được béo thôi. Nhiều dừa đó hả? Dạ, nhưng mà cái ngũ cốc mình quậy tới bốn muỗng thì ngoại quậy khoảng lưng cái ly này được rồi. Ừ. Ăn cơm mà uống này nè. Chưa ngoại ăn cơm mà uống cái này thêm mà ngoại uống nổi hả? Nói. Dạ. Uống nửa ly à. Dạ, hôm nay con sẽ đút sữa cho ngoại uống. Lâu lại nhưng mà mừng quá hà. Mừng quá hà. Dạ. Mấy nay còn đi tắm sông nữa không? Không có tắm sông. Có nước nha, trên em bờ rồi không có nước. Từ khi có nước mông tên là ngoại từ giả con sông kia luôn à. Hết xuống sông á. Không à. Trên này không cho đi xuống cầu nữa. Dạ không cho đi xuống. Sợ bò té. Xuống dưới lọt mà không ai hay á. Không ai hay không cho dạ, đi xuống. Đúng rồi. Ở trên này tắm sông. Nhưng mà bữa nặng được quá mình xuống mình tắm đại. Ông Lâm không cho. Ông Lâm không cho. Không cho xuống. Ờ kẹo ngoại. Ông đây lớn tuổi rồi đừng nó đi. Dạ lớn tuổi đi với nguy hiểm rồi. Là con cảm thấy nó nguội nè, đâu ngoài tự uống đi cho nó ngon mày. Ngoài nếm giờ cảm thấy cho nó đừng có nóng quá. Đó, ấm ấm rồi đó, ngon ha. Ừ. Mình sẽ cho một cú bóng để kết hợp với ngoài, ngoài uống rất là ngon nha. Dạ. Con đút nãy giờ rồi. Nãy vừa uống rồi. Dạ, nãy giờ con đút ngoài rồi, có trả tiền bò không? Tiền bơ, có trả. Trả được thêm. Trả được thêm. Mẹ không trả tiền bơ. Dạ. Để uống đi mà mốt hết con đem qua nữa. Ừ. Con một thùng ấy hả? Có khi làm biếng không tha. Trời ơi, uống mà cũng là biếng. Làm biếng anh nấu ra, có đứa anh có bếp ra sẵn. Dạ. Cái bếp lên lắc kìa. Dạ, cái bếp này gọn ha. Bếp này mình để nó không có bị chiếm diện tích với không gian á. Này thấy ngoại có tivi này, coi tivi cũng vui ở nhà coi giải trí. Có coi cải lương đâu ngoại? Có coi cải lương mà sao nó lu quá anh không biết. Lu quá hả? Dạ. Này chắc xài anten hả? Chắc không biết là có anten. Vậy là sóng anten đây nó hơi yếu không ngoại? Ở đây là đây có anten nè. Ừ. Sóng anten hơi yếu rồi. Đem vô sẵn cho người làm đó. Dạ thôi nói chung coi cũng được nhưng mà con cái có những cái đài mà xa quá nó bắt không tới. Không tới với hơn nữa người
mắt hơi mắt mờ ha, không được rõ. Dạ. Mắt mắt ngoài không có rõ nè, ngoài 90 mấy 91 tuổi rồi thì khi cái tivi chỉ coi nghe tiếng. 91 là nghe tiếng thì chứ không có thấy rõ. Dạ. Trộm mà không có rõ, dòng mà đường cũng không thấy rõ luôn nữa. Ví dụ coi cải lương là ngoại coi nghệ sĩ nào ngoại kể con nghe nè. Đúng rồi, cả học tử nó không có về được. Giới thiệu nó không nghe. Giới thiệu không nghe rồi. Dạ. Nó nói rồi. Ồ, hồi tối ngoại có thức không? Hồi tối có thức. Thức có coi cúp C1 không? Không. Hồi tối có đá banh á, ngoại có coi đá banh không? Không. Không hả? Có tin mà là thiên. Tên Tiền Thiên hả? Dạ, con cảm ơn con. Trời ơi. Dạ, cô Năm chủ nhà đây. Trời ơi. Dạ, cô Út đây làm cho một ca trà đường. Em của ông Năm. Con ăn ngoại. Con cũng có nữa nè. Ừ. Ở, con đi. Ngoại cũng ly ngoại. Trà đường. Vô. Bể cho ly tôi nè. Ở này hai bà cháu mình không sai không về nha. Ừ. Cũng lại nè. 50 nha. 50% nha. Vô. Không sai không về nha. Quá trời đã. Nhậu mỏng có mồi chưa ngoại? Kiếm mồi đi ngoại. Mồi đâu có giờ bất tử. Có khô gì không? Không có khô. Ăn cá khô kìa. Ăn cá khô đây. Đó. Con chảo ta. Trời ơi, có đồ cá, cái chảo cá của ngoại nè. Cá này, cá lóc ngoại. Cá rô. Ồ, cá rô kho khô. Ai kho cho ngoại vậy? Kho à. Ngoại tự kho hả? Wow, ngoại kho này cả nhà. Ngoại không có bỏ nước màu không? Nước màu không có thắt. Dạ, nó không được đen. Phải bỏ nước màu, đang đen nhìn nó mất vậy. Nó mới đen ha? Mới đen. Dạ. Thôi, mình hôm nay nhậu với ngoại, không có mồi thì mình làm đại cá này cũng được mà. Mặn quá làm sao mà. Mặn quá. Con lấy chơi chơi con nghẹo ngoại đó. Con làm mà móc nhớ ngoại ngoại uống nha ngoại. Ví dụ như giấc sáng. Giấc sáng ăn cơm á. Giấc trưa ngoại uống. Ăn cơm rồi quay quay quá hả? Từ từ quay. Từ từ. Được rồi. Sặc luôn á. Nó ngọt. Dạ, ngọt quá hả? Nó béo quá không? Béo. Vậy là chiến sao ngoại bỏ ít sữa lên tí xíu. Ừ, tại vì cái lần đầu con ngoại con canh không có được cái lượng sữa. Ừ. Ngoại chế chừng chiếc sữa là nó có vị béo à? Vậy là chế ít sữa. Tại con chế hay nhiều. Ừ. Dạ. Nó ngọt thành ra mới ăn mới sạch. Uống hay sạch ha. Dạ. Hôm nay có ai ghé đây chơi với ngoại không? Không. Không hả? Không có lợi, không có ai lợi gì. Có nhà, từ khi có nhà mới không ai lợi phải không? Không. Nhà cũ ở dưới sông người ta lợi. Nhà cũ rách nát dưới người ta lợi thường. Rồi từ khi làm cái nhà tôn này bây giờ ta ít ghé lại phải không? Ít ghé. Lúc trước tắm sông người ta ghé thường. Còn giờ tắm nước tên ta không ghé luôn. Tắm nước tên ta không ghé. Tắm dưới sông ta lắm mà ta coi chừng. Biết sao không? Tại hồ cách đây khoảng vài ngày á thì bà ngoại nghèo khổ tận Cam Lai. Ừ. Người ta thương ngoại. Còn bây giờ ngoại giàu ơi, ngoại giao, có nhà giao, mới giao. Ngoại có tivi, có máy quạt nè. Thì ngoại giàu rồi. Ai giàu rồi. Tiền túi mà cọc cọc luôn mà. Đâu ai ghé nữa. Không có ghé. Ừ, không có ghé. Với nhà, giờ lên đây xa bến đó, không xuống. Ừ. Ở dưới lại hoài à. Người ta chơi với nghèo rách nát. Còn bây giờ ngoại giàu rồi, đâu ai chơi. Giàu rồi, nhà tôn rồi. Vậy giàu rồi đủ thức chân. Dạ. Thôi giờ trong cuộc sống ngoại giờ đỡ hơn trước nhiều rồi vậy nè. Trước ngoại ở nhà với mấy sông nói chung. Cái nhà đó, còn đó. Chòi đó. À, đúng rồi, cái chòi với mấy sông nói chung nó một nát rồi đúng. Dưới nó dán rồi đúng chung rồi. Ngoại không có nước xài đó rồi tắm với sông nữa. Rồi mà lợp lại không cho. Tại dưới rồi, đâu mới xong đâu ai cho các đó nhà. Đó cho ở. Khi ngoại lên đây ở trong cuộc sống ngoại giờ thoải mái, có nhà vệ sinh nè. Rồi có chỗ để mà tắm rửa đây nè, nước mà. Đó, không tắm bằng cây lưu đó. Dạ, còn đồ đang trong nhà kia, tủ này kia không có được nhiều nhưng mà nó vừa đủ xài nè. Cho để đồ. Trời có cái tivi nữa. Ngoại biết xài điện thoại không? Không. Ngoại biết xài điện thoại, mua cho ngoại điện thoại luôn. Sao đừng mua. Đúng điện thoại, tiền. Điện thoại mình quẹt vậy nè. Quẹt đúng tiền đó. Dạ thôi, đối với mọi cuộc sống như vậy rất là tốt rồi nha cả nhà. Rất là mừng luôn rồi. Đi lâu ghé ăn tươi dạ, nha. Dạ đi lâu ghé ăn tươi. Con uống hết này con cũng về ha. Dạ. Thì mọi uống đi ha.
lâu lâu ghé thăm tôi nha. Đừng bỏ lâu lâu ghé thăm con ghé con gửi tiền cho. Con còn giữ ngoài 24 triệu mà nhớ nha. Ừ. Dạ cũng cái về nè, chăm chăm nha, cặn ly nha. Vô. Rồi, không sai không về nha, con xỉn rồi đó. Xỉn tới đâu uống nước trà đường mà xỉn. Ừ. Con xỉn rồi. Không có xỉn. Con nhậu với ngoài giờ xỉn rồi. Không có xỉn. Bây giờ con về nha. Dạ. Lâu lâu ghé thăm ngoại sẵn gửi tiền cho ngoại. Hiện tại thì mình còn giữ của ngoại là nãy gửi cho ngoại 1 triệu á, là còn giữ của ngoại 24 triệu. Thì do ngoại không muốn giữ tiền nhiều trong người, ngoại cũng sợ á, nên là mình đứng ra mình giữ cho ngoại. Và ở đây cũng không ai mà dám lãnh, không có ai, không ai mà cũng sợ, nên không ai mà dám nhận số tiền đó, nên là mình tạm thời mình vẫn tiếp tục mình giữ tiền cho ngoại đó. Rồi khi nào có chuyến đi ngang hay là tháng gì đó ngoại có thiếu thốn gì đó, mình qua đây gửi tiền cho ngoại hay là mua đoạn gì đó. Lúc mà ốm đau con về nha. Chút cả về rồi chơi chút. Rồi chơi chút trời ơi, về cũng liếng tiếc nữa. Lâu gặp quá. Trời, con mới có mấy ngày mà lâu quá. Lâu quá. Lâu quá. Chơi chút rồi về. Tại vì con còn đi bên Lê Dung nữa. Dạ. Đi rất là gần mà. Gần con đi nhưng mà con về nhà con còn có con cái con nữa. Thôi con ở nhà có vợ anh coi. Mà con về phụ này kia chứ. Phụ gì phụ? Bữa nào con rảnh con qua chơi ngoại nguyên ngày luôn. Chở con qua không? Không. Bữa nào đi con chở ngoại đi chơi. Ngoại chịu không? Con đi với ngoại nguyên ngày luôn. À, bữa nào mình đi siêu thị. Đi mua đồ. Con chở ngoại đi. Không. Dạ. Đi xa quá thì không đi. Có xe chở ngoại đi. Có ví dụ có xe hơi mà đi không? Đi mà đi lên xe hơi ngồi nó mắc rồi không có mỗi chuyện. Đi thôi chứ xe hơi đi ha. À, bữa nào con cháu mà đi ha. Thôi giờ con về nha. Dạ, nha. Bữa nào đi chở chơi mọi người lâu lâu lại thăm tư nha. Dạ. Sao vậy khóc rồi vậy? Lâu gặp. Thôi đừng có khóc. Lớn mà khóc hoài mất nước. Không nước mãi. Từ lâu gặp mà ít cái nợ lợi vậy đó. Dạ. Xúc động thiệt rồi cả nhà ơi. Thôi ngoại đừng mua cái bồ ha. Mai mốt con ghé mà nha. Dạ. Vui lên coi, cười lên coi. Lâu gặp quá mà. Dạ. Thôi ngoại khóc rồi, ngoại xúc động rồi. Lâu lâu gặp ngoại cái ngoại lưu luyến, ngoại không cho mình về luôn. Dạ. Dạ, thật sự ngoại lâu lâu mà có người thăm vậy thì rất là quý ngoại luôn. Thôi con về nha ngoại. Mai mốt con nhất định qua đây con chở ngoại đi chơi. Chứ ngồi ở nhà ngoại cũng buồn lắm. Nhất định con hứa với ngoại là con sẽ chở ngoại đi chơi ha. Dạ. Thôi chị thôi tâm rờm ghé thăm ngoại rồi cũng đã gửi cái lon ngũ cốc cho ngoại để dành ngoại uống. Với sẵn gửi cho ngoại 1 triệu thì mình còn giữ là 24 triệu. Và hàng tháng mình sẽ qua đây cũng như khi nào cần mình sẽ cho tiền nó cho ngoại để ngoại có tiền sinh hoạt hàng ngày. Dạ, thì mình một lần nữa cũng gửi lời cảm ơn những nhà hảo tâm đã từng giúp đỡ cho ngoại có được một chỗ ở như thế này. Và cuộc sống của ngoại đã đỡ hơn trước rất là nhiều rồi. Không còn phải chịu cảnh người là cái nhà gách nát. Không còn phải tắm dưới sông nữa. Không có tắm dưới sông. Thật sự tắm trên bờ không? Dạ. Vì anh ta không cho tắm sông. Dạ. Sợ tôi không biết lội. Sợ té. Dạ. Sợ té chết không có ai coi chừng. Dạ. Không tắm mà có cậu. Còn bây giờ tắm không có ai chơi. Đã mắc mần ở trên rồi. Dạ. Dạ thôi con về nha ngoại. Mai mốt con qua. Cảm ơn rồi ông An. Dạ thôi vậy thôi, tâm gồm xin tạm dừng cái video tại đây để ngoại nghỉ ngơi và mình cũng đi công chuyện này. Và xin hẹn cả nhà ở một video sau nhé.